Phượng xin chào anh chị Hôm nay Phượng chia sẻ đến anh chị thêm một cách làm mới về món bánh bông lan Thì Phượng sử dụng bột cốt dừa để làm bánh bông lan để bánh béo thơm và đặc biệt là không tanh mùi trứng Thì thường các bạn làm bánh bông lan rất là nghe mùi trứng và bánh bị xẹp bị thắt eo Thì hôm nay Phượng chia sẻ cách khắc phục và một vài bí quyết để làm cho bánh được thơm ngon hơn Đầu tiên em mời anh chị cùng xem qua phần nguyên liệu Em có chuẩn bị đây gồm có là 5 quả trứng thì mỗi trứng là 65g, đây là xa trung bình đó và thêm là 100 g bột mì số 8, nếu không có bột mì số 8 thì mình dùng bột mì đa dụng rồi mình pha thêm ít bột bắp nữa nha. Và 100 g đường cát vàng, cái bàn có thể sử dụng được cát trắng cũng được và nửa quả chanh nhỏ. Và 40 g dầu ăn, tương đương với 4 muỗng canh dầu ăn nha. Và 40 g sữa tươi không đường, tương đương với 3 muỗng canh và nửa gói bột cốt dừa, nửa gói này là 25 g. Hôm nay Phượng chia sẻ cách làm bánh bông lan hấp Thì Phượng đã chuẩn bị nồi hấp nước đã sôi lên rồi Thì Phượng cho cái khuôn mình thoa dầu vào trong khuôn nha Thì cái khuôn này là size 20cm Các bạn cũng có thể sử dụng khuôn nhỏ cũng được Thì hấp nó nhanh chín và nó dễ thành công hơn Thì Phượng đã tắt nồi hấp rồi Rồi mình đậy lại để cho cái khuôn nó được nóng lên Rồi bây giờ Phượng đi đập trứng Thì hôm nay Phượng làm là 5 cái trứng à, Để dễ tách lòng trắng và lòng đỏ ra riêng đó thì khi mua về rồi mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để một lúc đi nha mình để một lúc cho cái lòng đỏ nó xe lại thì khi mình tách xong mình lấy cái muỗng mình múc lên thì cái lòng đỏ đó đã được tách rời khỏi lòng trắng rất là dễ dàng thì khi mình múc lòng đỏ này mình cũng múc nhẹ tay thôi nha mình múc nhẹ tay đừng có để cái lòng đỏ này nó vỡ nó vỡ trong lòng trắng thì khi mình đánh nó lòng trắng nó không được bông lên nha nhớ là mình lưu ý là không để lòng đỏ nó lẳng vào trong lòng trắng và mọi dụng cụ mình làm bánh bông lan thì mình nên sạch sẽ và khô ráo nước tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng rồi thì bây giờ Phượng cho cái thố này vào trong ngăn đá tủ lạnh để 5 phút nha và tiếp tục là Phượng trộn lòng đỏ thì phần cho vào đây là 40g dầu ăn và nửa gói bột cốt dừa một gói này là 50g thì phượng sử dụng nửa gói là 25g thì các bạn nhắm chừng thôi Ví dụ nó hơi nhiều hơn một tí thật ít hơn một tí cũng vẫn được nha Mà đừng có cho nguyên gói, nguyên gói bánh nó chặt bánh lắm Và 100 g bột mì số 8 Bột mì thì mình nên rây qua cái rây đi rồi mình hãy cho vào trong này Rồi mình trộn dầu ăn với bột cho đều lên Để cho dầu ăn này được trộn đều trong bột để khi mình làm bánh đó Cái bột nó nở tốt hơn thì bánh của mình hạn chế cái bánh nó bị chai Phượng trộn đều bột với dầu rồi thì Phượng cho vào trong này đường nha Đường thì Phượng dùng đây là 100g đường cắt vàng Các bạn sử dụng đường cắt trắng làm cho dễ nha Và Phượng cho vào đây là 40g đường Còn để lại trong cái chén này là 60g Để lát nữa mình đánh lòng trắng trứng nha Thì mình nhắm chừng thôi mình cũng không cần cân cụ thể đâu Và 40g sữa tươi không đường năm cái lòng đỏ vào trong này luôn Rồi mình trộn đều lên nha thì khi mình trộn dầu ăn với bột vào trước, thì khi mình trộn liều lên như vậy mình trộn hơi nặng tay một tí xíu, nhưng mà ngược lại lát nữa bánh nở tốt hơn. Thì các bạn chịu khó các bạn trộn. Đối với bánh hấp thì khi mình trộn xong thì mình thấy cái dòng chảy của bột nó hơi đặc tí xíu nha. Thì mình trộn bột trước như vậy mình kiểm soát được cái lượng bột mình cho vào như và như thế nào là vừa. Lòng trắng phượng để trong ngăn đá tủ lạnh được 5 phút rồi. Phượng để để cho nó lạnh nè Nó lạnh như vậy nè Khi mình đánh lên đó Thì cái sức nóng va đập giữa cái uh, que đánh Và cái um, dụng cụ nè Nó không có làm chín lòng trắng Thì khi mình đánh nó được dẻo hơn Rồi Phượng vắt hết nửa quả chanh vào trong này nha Thì nửa quả chanh này tầm khoảng là một muỗng Cho đến một muỗng rưỡi cà phê nước cốt chanh các bạn nha Rồi Phượng đánh hôm nay là máy Phượng là 300W Thì đầu tiên này Phượng sẽ đánh tốc độ số 2 thì phượng đánh cho đến khi nào nó lên cái bọt ngầm mịn mịn trắng mịn rồi mình mới cho đường vào nha và khi chọn máy cầm tay này thì các bạn nên chọn máy tầm 300 w trở lên thì đánh nó khỏe nó nhanh nó đỡ mỗi tay nha phượng đánh cho cái bọt này bắt đầu nó trắng mịn rồi nè thì bây giờ phượng cho đường vào trong cái chén này là còn khoảng 60 g đường thì mình cho từ từ đường vào thôi nha lòng trắng lúc này nó đã bông lên rồi nó nhẹ nếu mình cho đường vào một lúc một mình ụp vào đó thì cái lòng trắng mình nó sẽ bị xẹp nó ít bông hơn đó nên các bạn cứ cho từ từ vào và lúc này mình vẫn đánh tốc độ số 2 nha sau khi mình cho hết đường vào rồi thì các bạn tăng lên tốc độ số 4 như mình nha và khi mình đánh như vậy cái que nó qua đập vào trong cái thành thao nó sẽ sinh ra nhiệt vì vậy hồi nãy Phượng đã để ý cái lòng trắng này trong ngăn đá tủ lạnh 5 phút đó để cho nó lạnh khi mình đánh như vậy cái lòng trắng nó không có bị chín thì khi mình làm bánh đó, cái lòng trắng nó nở nó không có bị sẹp còn cái bạn mà đánh nó nóng quá lòng trắng chín là bánh mình dễ bị sẹp lắm khi đánh lâu lâu mình kiểm tra mình thấy cái cái ngọn nè à, nó hơi hơi sụt xuống nhiều là nó hơi cong nhiều đó thì chưa được đâu nha mình đánh tiếp đi thì mình nên đánh chốt mềm chốt mềm hay chốt đứng đều được nhưng mà đối với các bạn làm lần đầu tiên an toàn hơn thì mình nên đánh chốt mềm đây còn dỡ lên. Đây là chóp đứng mềm nè các bạn. Đây các bạn nhìn vào nó hơi cong nhẹ xuống và ở dưới ngọn nó cũng cong nhẹ xuống nha. Nó hơi đứng nhưng mà nó cong. Còn nếu các bạn đến chóp đứng luôn cũng được, đứng thẳng như ngọn núi luôn cũng vẫn được nha. Nhưng mà đứng thẳng như vậy thì cái bánh mình nó nở cao nhưng mà khi lấy ra nó hơi xẹp nhiều. Còn mình đánh chóp đứng nhưng mà cong thì khi mình làm bánh xong đó, bánh nó ít nở nhưng mà ngược lại thì nó ít xẹp hơn nha. Sau khi mình trộn lòng trắng với lòng đỏ đều rồi thì mình cho hết cái lượng lòng trắng còn lại vào thì mình chia ra hai lần trộn như vậy để mình trộn được đều hơn. Và mình nhớ là mình trộn bột, mình đưa cái phới này mình đi sâu xuống dưới phần đáy thao Rồi mình hắt nhẹ lên Mình hắt nhẹ lên cho nó đều và mình nên trộn đều lòng trắng và lòng đỏ. Mình trộn cho đến khi nào mình nhìn vào mình thấy nó đều một màu như vậy là được rồi nè. Đó bây giờ mình sẽ lấy cái khuôn ra và mình cho bột vào. Và lúc này các bạn nhớ mở nồi hấp lên cho nước sôi lên trở lại nha. Và khi cho bột vào trong khuôn mình cho từ từ và mình đổ bột ở tầm cao để cho bột khí nó vỡ bớt thì lát bánh mình được mịn màng hơn. và cho bột vào xong thì mình sẽ lấy cái hai uh, cái que hai cái que mình khuấy đều cho bột nó nằm đều vào trong khuôn và cũng như là cái phần bột khí nó vỡ bớt và để bột khí vỡ bớt nữa thì các bạn cũng có thể giọng khuôn vài cái nha mà giọng nhẹ nhàng thôi đừng có giọng mạnh tay quá là cái bột khí nó sẽ bị lắng xuống bên dưới cái đáy khuôn thì lát nữa cái đế bánh nó sẽ bị chai nha và mình bao thực phẩm lên trên cái khuôn, hoặc là mình có thể dùng giấy bạc mình bao lên trên, hoặc là mình có thể dùng cái thao mình úp lên cái khuôn cũng được để tránh cho cái nước nó rơi vào trong bột. Mình châm vài lỗ trên mặt cái màng bao thực phẩm này để khi mình hấp lên cái hơi nước ở trong cái bánh nó nó ra hết. Và lát nữa cái khu bánh mình nó nở lên vung cao đó thì cái nước nó sẽ chảy xuống không có sao đâu nha. Rồi bây giờ mình hấp lửa nhỏ và mình hấp tầm khoảng là 50 phút. Thì cái bánh này với công thức này các bạn có thể hấp nè, có thể nướng cũng rất là thơm nữa. Nướng thì các bạn à, trước khi mình đánh bột thì mình mở nhiệt độ 160 độ C, mình cho khuôn vào trong lò nướng, mình làm nóng trước 10 phút. Và khi mình cho bột vào trong khuôn rồi, mình cho vào trong lò nướng, mình nướng cũng nhiệt độ 160 độ C và thời gian là 40 phút thì tùy theo lò là nhỏ hay lò to thì cái thời gian này mình có thể tăng giảm 5 phút các bạn nha. Thì với các bạn làm lần đầu tiên các bạn nên hấp những cái khuôn nhỏ nhỏ thì bánh sẽ nhanh chín và dễ thành công hơn là hấp khuôn to. Hấp khuôn to thì cái nồi hấp nó phải nóng và cái lỗ hơi nó phải to thì cái nhiệt độ nó đủ thì bánh nó mới nở tốt. Nhưng mà cũng đừng vội vàng mở lửa to quá. Mở lửa to quá là mình hấp bánh bánh dễ bị xẹp phượng hấp nãy giờ cái bánh nó cũng được 50 phút rồi. Thì phượng mở ra xem cái bánh chín chưa nha. Như vậy là cái bánh nở rất là tốt. Thì bây giờ phượng lấy tâm phượng chăm thử nha. Khi mình thử tâm mình thấy cái bột không còn dính tâm nữa như vậy là bánh chín rồi. Bánh chín rồi thì mình lấy ra. Có thể là mình dựng khuôn nghiêng lên như vậy. Hoặc là các bạn cũng có thể úp ngược khuôn xuống để cho bánh ít bị xẹp hơn nha. Bánh bông lan mình đã để cho nó nguội tự nhiên rồi nè. Sau khi mình để nguội rồi thì mình lấy ra khuôn rất là dễ. Với cái món bánh bông lan thì mình nên hấp bằng khuôn nhôm vì khuôn nhôm nó sẽ bắt nhiệt nhanh và nó hạ nhiệt nhanh. Phượng làm bánh bông lan nhiều vẫn thấy làm khuôn nhôm bình thường bánh nở tốt hơn là khuôn chống dính hoặc là khuôn nhôm đúc nha thì bánh hấp thì nhìn mặt bánh nó có nhiều lỗ khí to và xung quanh cũng vậy nha còn cái bạn nướng thì bánh nó sẽ mịn màng hơn và bây giờ Phượng sẽ bẻ ra để xem bên trong cái bánh nha đây nè cô chú anh chị ơi bánh bông mềm tơi xốp và rất là thơm không tanh mùi trứng nữa và đặc biệt là khi mình cầm cái bánh lên đó mình cảm giác nó mềm mại lắm luôn nè và cái độ đèn hò rất là tốt Thì bánh này làm xong mình ăn không hết Thì cô chú anh chị và các bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để được khoảng nửa tháng nha Rồi bây giờ Phượng sẽ bẻ một miếng nha bây giờ Phượng mời cô chú anh chị ăn bánh nè Khi mình ăn thì mình cảm nhận được cái bánh nó béo, thơm, ngon và nó ngọt rồi đó Thì cô chú anh chị nào mà thích ít ngọt hơn thì mình có thể giảm đường lại nha như vậy thì phượng cũng vừa chia sẻ xong cái cách làm bánh mông lan rồi thì phượng xin dừng video lại đây Và phượng cũng rất mong cô chú anh chị em và các bạn góp ý để phượng ngày càng tiến bộ hơn để phục vụ cô chú anh chị và các bạn được tốt hơn và phượng cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn trong video tới nha